Cuộc đời vẫn đẹp sau kể câu chuyện về cuộc sống mưu sinh làm lũ của những người lao động chân tay. Bối cảnh chính xuyên suốt bộ phim là chợ đầu mối Hoa Quả Long Biên, xóm trọ nghèo dưới chân cầu với những căn hộ tạm bợ, tồi tàn. Để có được những không gian phù hợp với câu chuyện phim Cuộc đời vẫn đẹp sao, đồng thời đáp ứng yêu cầu về thời gian ghi hình, chất lượng hình ảnh và âm thanh, ekip làm phim đã mất nhiều thời gian, công sức đi tìm và tạo dựng bối cảnh. Theo chia sẻ của thành viên đoàn làm phim, ekip phải san bãi rác để dựng phòng của nhân vật Lưu và Luyến. Những cảnh quay lên phim rất đẹp nhưng thực tế bên cạnh đó là một mương nước thải rất lớn, bốc mùi rất khó chịu. Chân thật với thực tế, gần gũi với câu chuyện phim, với sự đầu tư, chăm chút cho bối cảnh chính của phim, các diễn viên đã bị cuốn hút ngay khi đặt chân tới địa điểm quay. Những bối cảnh chật chội, tuềnh toàng đã góp phần tạo nên sự thăng hoa trong diễn xuất của các diễn viên. Tuy nhiên, điều ít khán giả biết đó là cả ekip làm phim Cuộc đời vẫn đẹp sao gặp không ít khó khăn và thách thức trong suốt những tháng ghi hình tại đây. Với sự nỗ lực của cả ekip làm phim, Cuộc đời vẫn đẹp sao đang đưa khán giả hòa cùng nhịp sống mưu sinh vất vả của những người lao động chân tay. Qua đó, người xem phần nào hiểu và cảm thông, chia sẻ với những con người lam lũ song vẫn cố gắng vượt lên số phận. Cuộc đời vẫn đẹp sao tiếp tục đưa đến khán giả những tình tiết mới với nhiều nút thắt bất ngờ xuất hiện. Mời các bạn đón xem vào 21 giờ 40 phút thứ 2, 3, 4 hàng tuần trên kênh VTV3. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.